vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Minh Châu. Quý vị khán giả và anh Vũ có biết không, như vậy là một ngày cuối tuần nữa lại đến. Điều đó đồng nghĩa với việc là buffet mùa hè ngày hôm nay của chúng ta sẽ giới thiệu một món bánh. Anh Vũ ơi, anh Vũ chuẩn bị món bánh gì vậy? Anh sẽ chia sẻ với em cũng như quý vị khán giả ngay đây thôi. Thưa các bạn, món bánh của chúng ta hôm nay có tên là Roti Canai, hoặc còn gọi là Roti Canai. Bánh này là một loại bánh mì nướng của các nước ở vùng Nam Á như là Ấn Độ nè, Indo và Mã Lai, dùng rất nhiều và người ta dùng xuyên suốt trong một cái bữa ăn chính của họ. Nhưng với chương trình món ngon của mình ngày hôm nay thì anh sẽ kết hợp vô một số cái loại rau củ quả rất là tươi ngon của Việt Nam mình với một số cái gia vị của Việt Nam để tạo thành một món bánh giao thoa giữa các văn hóa ẩm thực với nhau. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một món bánh mà đúng như anh Vũ nói là có sự kết hợp giữa văn hóa các nước lại với nhau. Thế thì còn gì bằng, đúng không ạ? Anh Vũ, thế thì tên món ăn cũng phải là có sự giao thoa văn hóa nha, phải có cả phần nước ngoài, phần Việt Nam nữa nha. Thưa các bạn, món ăn của chúng ta hôm nay có tên là bánh roti cuốn thịt bò. Trước tiên chúng ta có một gói bánh roti khoảng 5 cái, thịt bò băm, hành tây, cần tây, bắp cải, cà rốt, ngò rí, ô liu, ớt sợ, tỏi băm, ớt băm, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Đây là 150g thịt bò băm. Tôi sẽ ướp với lại một muỗng hạt nêm aji ngon, nửa muỗng cà phê tiêu, một chút xíu đường, khoảng 1/4 muỗng muối thôi, một muỗng canh tỏi băm. Chúng ta trộn đều lên. Rồi kế tiếp anh cho đây một cái chảo, chảo nóng ha, chúng ta cho vào đây một ít dầu. Dầu nóng chúng ta sẽ cho tỏi vào. Bây giờ em sẽ xào tỏi cho thơm nào. Bây giờ anh sẽ cho thịt bò vào. Dạ. Chúng ta xào lửa lớn và đảo nhanh tay. Rồi được rồi đó. Một chút ra tô. Bây giờ chúng ta xào rau nhưng chúng ta không xào với dầu. Đó là cái đặc trưng của món ăn ngày hôm nay đó. Chúng ta xào rau với chảo không dính, chúng ta không cần cho một chút xíu dầu nào hết. Như vậy rau mới dậy mùi thơm. Chúng ta xào làm sao cho rau vừa xém cạnh là được. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ xào rau với chảo không có dầu. Như vậy thì rau hơi xém xém cạnh, như vậy rất thơm và rất ngon ạ. Sau khi rau đã xém cạnh như vậy ha, bây giờ sẽ nêm vào đây khoảng nửa muỗng hạt nêm aji ngon. Kế tiếp anh sẽ cho thịt bò đã xào khi nãy vào luôn. Anh cho tiếp ớt sợi nè, ớt băm nè, trái ô liu đen. Đây. Rồi bây giờ anh tắt lửa ha. Chúng ta cho vào đây 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Đó em thấy không? Làm cho hỗn hợp nó vừa sệt như vậy là được rồi. Anh bắt lên một cái chảo. Bật bếp lên, cho dầu vô. Cũng không cho dầu luôn. Bánh roti hiện nay bán rất là nhiều ở các siêu thị lớn các bạn ạ. Bánh này làm bằng bột và bơ cũng như margarine trong đây rất là nhiều, nên chúng ta không cần cho dầu vào. Và thưa các bạn, để cho dễ thì chúng ta chỉ lấy ra khỏi tủ đông lạnh trước khi chúng ta chiên lên chảo thôi. Chúng ta phải để còn cứng như vậy ha, chúng ta tháo ra mới dễ. Dạ em hiểu rồi. Ôi. Rồi chúng ta sẽ đặt lên chảo như vậy. Em thấy ha, bánh bắt đầu nổi phồng lên rồi đó như vậy. Như vậy ha. Vừa vàng như vậy thôi. Quý vị khán giả thân mến, quý vị đừng quên một điều này nha, đó là chúng ta sẽ áp chảo phần bánh này trên một cái chảo không dính. Chúng ta không cần phải cho thêm dầu vào nữa, nhưng bánh vẫn ngon, vẫn giòn và vẫn đẹp mắt đó. Rồi xong, chúng ta sẽ cho ra dĩa. Trong khi chờ Minh Châu nướng thêm một cái bánh thứ hai thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cuộn bánh roti. Bánh này sẽ rất ngon khi chúng ta cuộn nhưng còn nóng và bánh mới vừa chiên ra luôn. Rồi hấp dẫn. Rồi chúng ta cho một ít ngò rí. Chúng ta nhớ để ngò rí cho lòi ra hai đầu xanh xanh tí xíu cho nhìn thấy nó tươi, nó mát ha. Dạ. Phần cuộn tròn lại như vậy. Bây giờ anh chỉ ra dĩa. Cái này cho em. Đúng anh rồi. Biết rồi, nhưng mà em mình cắt nhỏ thôi. Anh cho vào đây rau húng này cho nó xanh xanh đỏ đỏ nè ha. Anh Vũ ơi, em đã ở đây rồi nè. Anh biết rồi. Dạ em đứng đây rất là sẵn sàng rồi nè. Bây giờ em chào quý vị khán giả xong đi, món bánh hoàn tất rồi. Dạ. Món bánh hoàn tất, bây giờ em chào quý vị khán giả đi. Dạ chào quý vị khán giả. Thưa các bạn, một khâu cũng rất quan trọng trong chương trình đó là nhờ chuyên gia ẩm thực Minh Châu nhận xét món bánh roti canai. Chuyên gia ẩm thực trong chương trình thôi các bạn ạ. Mấy nữa là em trả lại rồi đó, tại em không phải chuyên gia ẩm thực, em đâu có dám nhận đâu.
khán giả thân mến, món bánh này ở bên trong nhân rất Việt Nam. Bởi vì sao nào? Bởi vì có thịt bò nè, với các loại rau củ quả mà chúng ta dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam. Quý vị có thể tìm thấy ở bất kỳ một chợ nào, và chế biến thì vô cùng đơn giản để tạo nên một hỗn hợp rất tuyệt vời. Và quý vị có biết không, nhờ một sự kết hợp rất khéo léo giữa vị béo béo, chua thanh nhẹ của mayonnaise aji mayo và vị ngọt đậm đà tự nhiên của thịt bò và các loại rau củ, một chút mùi thơm vì rau củ đã xém cạnh nữa, làm cho phần nhân vô cùng hấp dẫn. Còn phần vỏ bên ngoài, đúng như anh Vũ nói, đó chính là sự giao thoa văn hóa ẩm thực. Chúng ta cảm nhận được ngay độ giòn, vị béo thơm nhẹ nhàng của phần vỏ bánh. Và có lẽ chính sự kết hợp hài hòa giữa các nền văn hóa ẩm thực đã làm cho buffet mùa hè của chúng ta trở nên phong phú lắm, phải không ạ? Hy vọng là món ăn ngày hôm nay đã làm hài lòng tất cả quý vị, và quý vị sẽ thực hiện ngay món bánh roti cuốn thịt bò để cho những người thân của mình thưởng thức trong mùa hè này. Buffet mùa hè. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày xin được phép khép lại. Quý vị đừng quên hai cách quen thuộc để liên lạc với chương trình nhé. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.